Trưa nay, Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục điều động 50 y bác sĩ lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống COVID-19 theo quyết định điều động tăng cường của Bộ Y tế. Đoàn sẽ tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Giả Chiến số 14. Đây là đợt thứ ba Bệnh viện C Đà Nẵng cử đoàn y bác sĩ hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam phòng chống dịch, trong đó hai đợt hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và một đợt hỗ trợ tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê vừa ký quyết định xử phạt hành chính một lái xe không chấp hành quy định về phòng chống Covid-19 khi vào thành phố Đà Nẵng. Cụ thể thì theo quyết định số 3652 ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê xử phạt 10 triệu đồng với NTT sinh năm 1978, trú tại tổ 43 phường An Khê, quận Thanh Khê do không chấp hành quy định về phòng chống Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó thì ngày 26 tháng 9, NTT lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh qua chốt kiểm soát dịch vào thành phố Đà Nẵng được test nhanh và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30 tháng 9, T đến làm xét nghiệm để tiếp tục lái xe thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Theo quy định thì lái xe từ tỉnh khác vào thành phố Đà Nẵng quá 12 tiếng phải thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, nhưng NTT tự ý về nhà từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9. Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện lượng người dân đến các bãi biển mỗi ngày đã bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân không tuân thủ theo khung giờ tắm biển được quy định là từ 4h30 đến 6h30 hàng ngày. Vì vậy, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đề nghị người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định khi đến các bãi biển, chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển, không tập trung đông người trên bãi biển, không tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong tại bãi biển, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, nhiều địa phương đã sử dụng thẻ COVID-19 như là một trong những công cụ để kiểm soát dịch bệnh sau khi nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, người dùng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải hình ảnh mã QR lên mạng xã hội. Chỉ một thao tác đơn giản là quét mã QR thẻ COVID-19 là có thể dễ dàng có ngay thông tin của cá nhân đó. Cụ thể là dễ dàng biết được người đó là ai, số điện thoại, số thẻ chứng minh nhân dân, số thẻ căn cứ công dân như thế nào. Những thông tin cá nhân như vậy nếu rơi vào đối tượng có ý đồ xấu thì khó mà lương hết những điều tai hại. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên sử dụng đúng cách mã QR để đây thực sự là công cụ hữu hiệu giúp phòng chống dịch. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, chỉ số sử dụng lao động trong doanh nghiệp công nghiệp trong tháng 9 năm